đội Moscow đã lần đầu phá hủy xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhiều kênh Telegram của Nga đưa tin hôm 26 tháng 2. Theo đó, truyền thông Nga cho hay, xe tăng M1 Abrams đã bị phá hủy gần làng Berdichi, nằm ở phía tây bắc Avdiivka, thị trấn quan trọng ở Donbass mà quân đội Nga đã kiểm soát hồi đầu tháng 2. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất được cho là đã bị máy bay không người lái tự sát và ít nhất một quả đạn từ súng phóng lựu chống tăng nhắm trúng. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe tăng và kho đạn bốc cháy dữ dội. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng bất kỳ loại vũ khí nào cung cấp cho Kiev cũng đều bị thiêu rụi và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất cũng không phải ngoại lệ. Ông Peskov đã đưa ra tuyên bố trên khi được hãng thông tấn TASS yêu cầu bình luận về việc lực lượng Nga lần đầu phá hủy xe tăng M1 Abrams của Ukraine. Ông giải thích rằng động thái này là một phần trong hoạt động hàng ngày của quân đội Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Ngay từ đầu, những binh sĩ của chúng tôi đã nói rằng những chiếc xe tăng này sẽ bị thiêu rụi như những chiếc xe tăng khác. Từ báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng, đây là nhiệm vụ hàng ngày, có hệ thống, chuyên nghiệp và tận tâm của quân đội chúng tôi, ông Peskov tuyên bố. Trước đó vào tháng 1 năm 2022, Mỹ đã cam kết cung cấp lô 31 xe tăng M1 Abrams cho Kiev trước cuộc phản công kéo dài nhưng thất bại của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine mới chỉ nhận M1 Abrams vào cuối năm 2022 và những chiếc xe tăng này mới chỉ xuất hiện trên chiến trường trong vài ngày qua. Trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ổn định tình hình tiền tuyến sau khi mất Avdiivka với thương vong nặng nề. Đúng dịp kỷ niệm tròn 2 năm xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng đoạn video đầu tiên quay cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ chế tạo tham chiến. Vào lúc 8 giờ 50 phút tối ngày 23 tháng 2 theo giờ địa phương, tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine đã cho đăng tải đoạn video đầu tiên quay cảnh xe tăng M1 Abrams tham chiến với dòng chú thích Abrams đang hành động. Đoạn video này là do Lữ đoàn Cơ giới số 47 thuộc quân đội Ukraine quay, cho thấy xe tăng Abrams hoạt động trong điều kiện mùa đông đầy tuyết. Theo tờ Business Insider, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đây là video đầu tiên quay cảnh xe tăng Abrams hoạt động trên chiến trường. Việc sử dụng xe tăng Abrams được ghi nhận lần đầu tiên ở Ukraine. Trong trường hợp này là gần thành trì Avdiivka, nơi giao tranh ác liệt đã diễn ra trong nhiều tháng. Ukraine đã nhận được tổng cộng 31 chiếc M1 Abrams đầy uy lực do Mỹ sản xuất vào mùa thu năm ngoái, nhưng những chiếc siêu tăng này không được quân đội Ukraine đưa vào tham chiến một cách vội vã. Đoạn video mới được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố nhân kỷ niệm tròn 2 năm xảy ra xung đột Nga-Ukraine đã mang đến cái nhìn đầu tiên về xe tăng hạng nặng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trong hoạt động tác chiến ở Ukraine. Điều này được cho là đã bổ sung thêm năng lực đáng cho lực lượng mặt đất của Ukraine vào thời điểm quan trọng khi mà tình hình trên chiến trường đang đảo chiều theo hướng có lợi cho các lực lượng Nga khi họ vừa giành được chiến thắng lớn đầu tiên trong năm 2024 với việc chiếm giữ thành trì Avdiivka vào ngày 17 tháng 2. M1 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực được quân đội Mỹ đưa vào trang bị từ những năm 1980, đặt theo tên đại tướng Grayton W. Abrams, cựu tham mưu trưởng lục quân Mỹ. So với các dòng xe tăng khác, M1 Abrams được đánh giá có khả năng cơ động cao nhờ vào hệ thống động cơ tua bin khí, cùng với đó hệ thống giáp tích hợp có thể vô hiệu hóa hoặc làm giảm hiệu quả các loại đạn, tên lửa chống tăng giúp tăng khả năng sống sót của kíp lái trên chiến trường. Một điểm đặc biệt khác của xe tăng M1 Abrams là khoang chứa đạn của xe nằm tách biệt với khoang chiến đấu của kíp lái. Điều này giúp bảo vệ binh sĩ trong các tình huống xe tăng bị tấn công. Vũ khí chính của M1 Abrams là pháo nòng trơn 120mm. Nó có thể bắn nhiều loại đạn pháo khác nhau, kể cả đạn xuyên giáp. Sau nhiều thập kỷ, M1 có nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau và được biên chế chủ yếu cho lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ, hiện đứng đầu danh sách những xe tăng tốt nhất thế giới. Xe tăng chiến đấu chủ lực này từng được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tại Iraq vào năm 2003, tiếp đến là cuộc chiến tại Afghanistan năm 2010. So với các loại xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng khác như Leopard và Black Panther, M1A2 Abrams vượt trội hơn hẳn do có nhiều tính năng nâng cấp. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng không có một chiếc xe tăng nào trải qua nhiều cuộc chiến trong khi chịu tổn thất ít như M1A2 Abrams. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận với các nhà báo từ một số quốc gia châu Phi hôm 15 tháng 11 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine hầu như không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường vì có quá ít xe tăng M1 Abrams trong hạm đội xe tăng của Ukraine. Theo đài RT của Nga, tuyên bố của ông Zelensky trùng hợp với bình luận của đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên của quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi. Trả lời phỏng vấn truyền thông,
khi Washington hoàn tất việc bàn giao đơn vị xe tăng này cho Kiev, ông O'Donnell nói, xe tăng Abrams là phương tiện bọc thép tuyệt vời, nhưng nó không phải là viên đạn bạc. Một tuần sau khi để mất Avdiivka vào tay Nga, quân đội Ukraine đã rút khỏi làng Lastokhine. Cùng với đó, tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cũng chuẩn bị hai kế hoạch phản công dựa trên viện trợ của Mỹ. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm 26 tháng 2, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tavria thuộc quân đội Ukraine, ông Dmytro Likhovy, cho biết các lực lượng Ukraine đã rút khỏi ngôi làng trên. Ông giải thích rằng quyết định này là do Ukraine cần thiết lập hệ thống phòng thủ gần các khu định cư lân cận Olivka, Tonenke và Benichi để ngăn chặn bước tiến xa hơn của Nga về phía Tây. Lastokhine là một ngôi làng nhỏ nằm cách vùng ngoại ô phía Tây Bắc của Avdiivka khoảng 3 km về phía Tây. Trước đó, vào hôm 17 tháng 2, các lực lượng Ukraine cũng đã phải rút khỏi thành phố công nghiệp nhỏ Avdiivka ở tỉnh Donetsk trong bối cảnh thiếu đạn dược sau nhiều tháng chống cự trước các cuộc tấn công của Nga. Trong bản cập nhật tình báo ngày 21 tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sau khi chiếm được Avdiivka, Nga đã tăng cường các nỗ lực tấn công trên một số khu vực trên tiền tuyến của Ukraine, có thể là nhằm kéo căng lực lượng Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cảnh báo Nga có thể nhân rộng chiến thuật thành công ở Avdiivka trên quy mô lớn hơn nếu phương Tây tiếp tục trì hoãn hỗ trợ quân sự. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ với kênh CNN hôm 26 tháng 2 rằng tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi đang chuẩn bị hai phiên bản của kế hoạch phản công trong trường hợp Kiev nhận và không nhận được viện trợ của Mỹ. Vào ngày 13 tháng 2, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, trong đó có khoản viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine. Sau nhiều tháng bế tắc, nhưng dự luật hiện vẫn bị chặn tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Theo ông Zelensky, nếu không có sự trợ giúp của Mỹ, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong năm 2024 này, không chỉ là trong việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, mà còn cả trong hoạt động phòng thủ dọc theo chiến tuyến hiện tại. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cho biết một phiên bản trong kế hoạch của tướng Syrskyi giả định rằng nếu Washington hỗ trợ, Ukraine có thể bắt đầu đẩy lùi quân đội Nga, còn nếu không, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tập trung vào phòng thủ. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông đã thảo luận về việc tài trợ cho Ukraine với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người cho đến nay vẫn từ chối đưa dự luật ra biểu quyết, thay vào đó tuyên bố tạm dừng cho đến cuối tháng 2 và nói rằng ông cảm thấy lạc quan sau cuộc trò chuyện. Nếu họ, Mỹ, thay đổi quyết định, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức cuộc họp giữa các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để đạt được thỏa thuận viện trợ cho Ukraine. Theo tờ Kyiv Independent, ngày 27 tháng 2, sự chậm trễ trong việc viện trợ của Mỹ đã ảnh hưởng đến thực tế ở Ukraine và việc mất Avdiivka, một thành trì vốn nằm ở tiền tuyến kể từ năm 2014, có liên quan đến tình trạng thiếu đạn pháo và các vật tư khác do phương Tây cung cấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.